Rồi ok, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương thứ tư của Vong Theo. Ở chương 3, sau khi mà chúng ta gọi hồn được Hạ Hoan lên thì chúng ta mới biết được rằng là Pháp Sư Đỏ này là một cái diễn đàn, một cái web diễn đàn, không phải là một cái cá nhân nào cả. Vậy thì chương 4 này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái diễn đàn Pháp Sư Đỏ này nhá. Để mà tìm được thì chúng ta cần phải kiếm một cái quả nét để mà chúng ta tìm kiếm thông tin. Ok, nếu như mọi người thấy hay á thì đừng quên để lại cho mình một like với một subscribe nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với chương 4 thôi nào. Let's go. Đây, chương 4 đây. Sao cái khung cảnh có vẻ vắng vẻ quá vậy? Tôi nhớ là ngày trước con đường này rất là tấp nập người đi qua cơ mà. Tại sao bây giờ nó lại vắng vẻ đến vậy? Ngay cả quán net cũng đóng cửa. Thường thì những cái quán net họ hay mở cửa 24/7, tức là mở cửa qua đêm để cho những cái người chơi họ chơi ở đấy. Và đương nhiên sẽ phải trả tiền. À? Này, cậu đừng có nói thế. Nhỡ chủ quán họ có việc bận nên họ đóng cửa thì sao? Chúng ta cũng không thể tìm một cái quán net nào rẻ hơn được đâu. Nhưng mà quán này đóng cửa rồi mà, chúng ta không đi tìm quán khác sao? Nếu tôi nói rằng tôi có quen biết chủ quán này, cậu có tin được không? Ái dạ, là thanh niên này cũng quan hệ rộng phết đấy chứ, không có đùa. Chủ quán net có một cái thói quen là hay để cái chìa khóa dự phòng vào trong cái hộp công tắc. Tôi có mở giúp chủ quán mấy lần nên tôi biết chúng tôi là người quen của nhau. Ok, tôi sẽ gọi cho anh ấy để giải thích tình hình. Tôi không thể tưởng tượng được cái mối quan hệ của cậu nó rộng đến mức nào. Ok. Ok, đây. Ây da. Đây là quán net đây mọi người. Tại sao khi mà mình đến gần cái quán này mình lại có một cái cảm giác khó chịu toàn thân vậy? Là do cái bầu rượu đó là sao? À đây, cái bầu rượu đây. Tức là có thể là người ta treo ở đây để mà xua đuổi tà ma. Có lẽ là vậy. Là do chủ quán treo một cái bầu rượu ở trên nhằm xua đuổi tà ma. Có lẽ lúc này dương khí của cậu không có đủ nên cậu cũng được xem như là một con ma. Chúng ta chỉ cần tháo nó ra được. Ok, xem nào. Đây, cái gì đây? Ok, đây là một cái bảng giá. Nếu mà chúng ta chơi net, chúng ta chơi ở ngoài thì giá sẽ là 2 tệ. Chúng ta đặt phòng, tức là đặt phòng riêng để chơi một mình cho yên tĩnh, giá sẽ cao hơn là 3 tệ. Nếu mà chúng ta chơi thâu đêm thì giá sẽ là 6 tệ nếu mà chúng ta chơi ở ngoài. Còn nếu mà chúng ta đặt phòng thâu đêm thì giá sẽ là 9 tệ. Và giờ mà chúng ta được đặt cái qua đêm này này là từ 23 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau. Ok, cũng chu đáo phết đấy chứ. Nhưng mà sao lại để cái bảng giá ở ngoài như nào? Tại sao không treo nó tại một cái vị trí nào đấy dễ nhìn hơn? À, đây, chúng ta có một cái hộp. Chúng ta có một cái hộp. Đây là có mật khẩu này. Ở đây thì đính cái chống than. Xem nào. Ở đây, cửa sổ này nhỏ quá, tôi cao 1m80 nên không có thể chui lọt vào. Cửa sổ này chỉ thích hợp với những cái người nhỏ như cậu thôi. Ok, tôi nghĩ tôi có thể tự mình leo vào được, không cần nhờ tới cậu. Thôi, đừng nói nữa, đừng yên đi, tôi sẽ giúp cậu vào. Ok, mình vừa từ bên ngoài vào, mình không thể thích nghi được cái không gian ở trong này, nó quá là tối. Công tắc ở đâu vậy? Mình cũng không thể men theo bức tường để mà tìm được. Có một cái gương trên bàn, nó có thể phản chiếu ánh sáng tới bên ngoài. Ok, cậu thật là thông minh. Trước tiên chúng ta sẽ dùng cái gương để mà phản chiếu ánh sáng, sau đấy để tìm công tắc, sau đó chúng ta mới có thể xem trong căn phòng này có gì được. Ok, cái gương này ở đây. À, tức là chúng ta sẽ sử dụng gương. Chúng ta sẽ sử dụng cái gương để mà cho Dương Văn Phương cầm để giúp chúng ta tìm công tắc. Tại sao cậu lại đưa cho tôi chiếc gương này? Có vẻ như là tôi quá đẹp trai rồi, không cần sử dụng gương để soi nữa.
Cậu bị ảo tưởng à? Tôi đưa cho cậu cái gương để mà cậu giúp tôi tìm công tắc đèn. Ok. Nhưng mà lỡ cái ánh sáng phản chiếu không đủ để làm sáng cả căn phòng thì làm sao? Nó chỉ cần giúp tôi tìm được cái công tắc ở đâu thôi. Khi bật đèn lên, chẳng phải tất cả căn phòng nó đều sáng sao? Được rồi, tôi sẽ nghe cậu. Khi mà cậu cần thì hãy bảo tôi. Chúng ta cần phải là giúp đỡ, hợp tác cho ăn ý. Ok. Đây là di chuyển được cái hướng này này. Ok, thử đây xem. Đây chưa có gì. Ở đây chưa có gì. À đây rồi. May mắn thay cái công tắc nó không bị hỏng, nếu không chúng ta sẽ không thể kiếm được gì ở đây cả. Ok. Một cái hộp. Úi rồi. Má trời ạ. Má trời ơi. Nó hù mọi người ạ. Đây có phải là một cái con búp bê ma hay không? Tôi nghĩ mình đã gặp một con ma mới rồi. Trời ơi. Xung quanh không có những cái con ma nào khác đâu. Chỉ có tôi là ma thôi. Ok. Cậu đang an ủi tôi đấy à? Nhưng mà điều đó không làm tôi hết buồn được đâu. Chẳng phải tất cả điều này là do anh chàng đứng ở đằng sau hút hết năng lượng nên phần dương của tôi mới bị tiêu tan. Ok, tức là đang đổi đổ tội cho Dương Văn Phương à? Trời ơi, 615 số đéo rồi đây. À đây, 615 đúng không? Đây. À đây rồi. Ta lấy một cái tua vít. Hết rồi. Chúng ta lấy được một cái thanh sắt à? Ok. À, có một cái mật khẩu nữa. Đây, đây là những cái hình dạng à? Ok. À, gì đây? Đây là nó nói về những cái vật dụng trong cái hộp dụng cụ vừa nãy mọi người ạ. Nó gồm có một cái tua vít các thứ, những cái vật dụng, tua vít, búa, dao các thứ. Thì cái này nó thích hợp để mà sửa chữa những cái đồ nội thất. Nó cái vật dụng nó liên quan đến máy móc, cái công trình xây dựng cần được sửa chữa. Và cái hộp dụng cụ này nó cũng thích hợp cho việc vào bảo trì nhà cửa, gia công cơ khí, xây dựng công trình. Ok. Nó còn thích hợp cho việc sửa chữa những cái mạch điện, dây điện, ổ điện, như là cái ống dây, ống nối, vít cắm, cầu chì. Nó còn thích hợp để mà chữa những cái vật dụng trong nhà tắm, ví dụ như vòi, ống nước, vó sen, các thứ. Nên nói chung là đây là một cái công dụng cái hộp hộp này ấy, mọi người ạ. Nói chung là cũng đa năng phết. Từ này đồ thôi mà sửa chữa khá là nhiều đấy. Cái này mình nghĩ là mỗi nhà nên nên sở hữu một cái để mà nếu mà có gì hỏng hóc cái gì mình có thể tự sửa chữa được, không cần gọi đến thợ. Cái gì đây? Đây là những cái thành phần trong cái hộp hộp này ấy, mọi người ạ. Ok. Chỗ này là hết vẹo rồi đấy. Ở đây mình. Thế là bây giờ chúng ta chỉ còn cách mà chúng ta phải giải cái này thôi. Giải cái này à? À đây. Ở đây nó có cái con số này. À đây rồi mọi người ơi. Đây đây. Mọi người để ý ở cái phần chữ vàng nhá, nó có những cái dấu chấm than. Thì ở đây nó cũng có cái dấu chấm than này, tức là nó là manh mối mọi người. Xem nào. Ở đây nó mỗi dòng nó sẽ có số lượng chấm than khác nhau. Cái dòng này, cái dòng thứ ba này nó có một chấm này. Đầu tiên là thứ hai là hai, đầu tiên là ba và cuối là tư. Là 6 6 329 à. Đây 6 3 29 à. Lấy một cái chìa khóa đây. À đây chúng ta sẽ dùng tua vít chúng ta sửa. Thế là chúng ta được rồi á. Chúng ta còn cái gì chúng ta chưa chưa mở được không nhỉ? Đây rồi. À đây.
chúng ta thả cái này ra, chúng mới vào được. Cô cảm thấy như thế nào rồi khi mà chúng ta lấy được cái quả bầu ra? Tôi đã tốt hơn rồi, không ngờ là cậu còn hiểu rõ được những cái điều này. Tôi học được điều này là từ chú của tôi. Ok, nói chung là Dương Văn Phương học được từ cái ông chú ở chương 1 mọi người ạ. Đây. À, trời ạ. À, chúng ta phải kiếm cái công tắc đèn rồi. Làm thế nào nhỉ? Đây, chúng ta thiếu một cái cầu chì này. Đây, xem có kiếm cái vẹo gì không. Đây, chắc là chúng ta phải mở khóa cái này. Không là chúng ta không mở, không ấy được. À đây, chúng ta còn chỗ này nữa. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây là một cái thông báo về cái việc là những cái người mà họ cần những cái vật dụng nào thì có thể vào đây lấy. Nhưng phải nhớ lấy xong thì phải đóng cửa. Ok. Đây là cái gì? Đây là một cái cửa hàng kim khí. Đây là một cái thông báo nói rằng là họ sẽ chuyển đến đường số 211 và sẽ khai trương vào ngày 23 tháng 8. Những cái khách cũ hoặc mới thì có thể đều được tham gia với cái buổi khai trương này. Ok, tức là đóng quán này đóng cửa rồi đấy. À đây, 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 thì chúng ta có cái này này. Vuông, tam giác tròn vuông, ok. Trời ơi. Vuông đây. Tam giác tròn vuông. Chúng ta lấy được một cái mảnh. Đây, cái này chúng ta lắp vào cái công tắc. Ok. Đèn sáng rồi. Tôi cảm thấy tồi tệ khi mà tôi bước vào đây. Tôi nghe thấy những cái tiếng, những cái lời nói đó. Tôi không có đạo văn. Tôi rất là cần số tiền đó. Cô ấy đã nhường chỗ cho tôi. Tôi không hề giả vờ đáng thương. Tại sao? Tại sao mọi người lại mắng tôi? Tại sao mọi người lại chửi rủa tôi? Tại sao? Hà Hoan. Cái gì vậy? Cô ấy đột nhiên chui vào trong hộp rồi biến mất. Có vẻ có thứ gì đó đã khiến cho cô ấy khó chịu. Thế là trong quá khứ Hạ Hoan bị ai hãm hại, kiểu ai giết đấy mọi người ạ. Có thể là mọi người đã vu khống cho Hạ Hoan về cái điều gì đó. Đây là mới diễn ra cái chuyện này, kiểu vậy á. Pháp sư đỏ không chỉ là một cái diễn đàn web. Tôi nghĩ là có một cái thế lực đằng sau giúp đỡ. Điều gì xảy ra nếu như tôi nói rằng đây là một cái cơ sở hoạt động của họ? Tức là ý là ở đây là một cái kiểu cái địa bàn nơi mà tất cả những cái người thuộc diễn đàn đó hoạt động, kiểu thế. Cậu nghi ngờ đây là nơi tụ tập của những cái thành viên trong diễn đàn đó à? Cậu thấy đấy, nếu như tất cả những cái kẻ phạm tội đều có những cái mục tiêu riêng của mình, Hạ Hoan chắc hẳn là phải hận cái kẻ đã giết cô ấy lắm. Tức là ý là mỗi kẻ phạm tội đều có cái người để họ giết đó mọi người ạ. Nạn nhân à? Cô ấy cảm thấy hận thù và khơi dậy cái sự hận thù đó. Điều đó có nghĩa là những cái kẻ mà giết cô ấy á, có thể đang ở gần đây. Việc mà cô ấy trốn vào trong hộp không cho thấy rằng là cái kẻ giết người đó ở trong cái hộp đó. Trời ơi. Tôi luôn cảm thấy rằng nếu mà mình giải quyết được cái vụ này á, thì có lẽ cái chuyện này sẽ được chấm dứt. Có biết điều này từ đâu? Khi mà tôi xem phim á, chẳng phải cái điều này nó được vận hành từ trong phim hay sao? Ok, ok. Thế là bà này xem phim rồi suy diễn ra, kiểu thế á. Ok. À. Cái gì đây? Chúng ta có những cái con chữ ở đây. Ok. Ok. À, chúng ta có thể kiểu xem được hai bên à. Bên đằng trước và bên bên đằng sau. Ok. Đây cái gì? Phòng 011. Rồi. Cái gì? Lô Đan, cứu tôi với. Cái chuyện gì đấy?
Dương Bắc Phương đang kêu cứu, có chuyện gì xảy ra vậy anh ấy sao? Mình cần phải mau chóng đến xem tình hình mới được. Cái gì đây? Tôi ở đây. Cái gì? Hả? Tại sao cô lại ở trong gương rồi? Dung Văn Phương bị nhốt trong gương ạ. Trời ơi, chiếc gương này đã hút tôi ở trong gương, tôi không có tự nguyện bước vào. Bây giờ tôi đang nghi ngờ về cái con mắt của tôi. Cậu nói là cậu bị gương hút vào trong đây à? Đúng vậy, một người sống bị hút vào trong gương. Tôi không bao giờ nói dối cậu cả. Nếu mà tôi đập vỡ gương ra thì liệu có cứu được cậu không? Trời ơi, đập vỡ cái gương ra thì khác nào chặn cái lối thoát của Dương Văn Phương đâu. Trời ạ, cậu đừng có dại, nếu mà cậu đập vỡ gương này ra thì tôi sẽ bị mắc kẹt mãi mãi thì sao? Gì? Để tôi suy nghĩ đã. Trong trường hợp này, cậu có thể gọi điện cho chủ quán net và nói với anh ta rằng là tôi bị tổ chức của anh ta lừa và yêu cầu anh ta đến đây cứu tôi. Được rồi, cậu có biết số điện thoại của anh ta không? Tôi không còn nhớ. Tôi chỉ biết là đằng sau quầy lễ tân có một cái điện thoại, trong đó mặc định là số của anh ta. Cậu phải nhanh lên đấy, cậu mau cứu tôi ra đi. Ok. Đây, lễ tân à? À đây đây đây. Mình gọi cho chủ quán nét. Hả? Alo. Ai vậy? Xin chào. Anh có biết Dương Văn Phương không? Tôi có biết anh ta. Tôi có thể giúp gì được cho cô? Chắc là cậu ta bị hút vào trong gương một cách thật là khó hiểu. Xung quanh cậu ấy có một cái lớp sương mù đen dày đặc. Bây giờ tôi không thể tùy tiện đập vỡ gương ra được. Anh có cách nào để giúp cho cậu ấy hay không? Lớp sương mù đen. Cô có thể miêu tả chi tiết được cái lớp sương mù đấy nó trông như thế nào được không? Đó là một cái lớp sương mù khá là dày đặc và dường như nó có sự sống và nó cuốn quanh lấy người của cậu ta. Nó giống như là cái sự oán hận của con ma vậy. Chỉ có điều đó mới có thể làm nên cái lớp sương mù đen như vậy. Phải chăng là trong quá khứ phải có cái điều gì đó đã làm kích động đến cái con ma đấy. Thì bây giờ mình nghĩ là cái lớp sương mù đen đấy nó là của hạ hoan mọi người ạ. Đó là sự oán giận của hạ hoan. Bây giờ chúng ta cần phải làm dịu đi cái sự oán giận đấy thì là cái lớp sương mù mới có thể hạ được, kiểu hạ nhiệt. Cái sự oán giận đấy là do hạ hoan đang cố gắng đi tìm cái kẻ đã giết mình. Tôi e ngại rằng là Dương Văn Phương cũng bị dính vào, dễ bị dính vào. Cậu ấy có nguy hiểm không? Làm thế nào để cứu cậu ấy ra khỏi cái gương? Cái điều này nó không quá là nguy hiểm đâu. Và để cứu cậu ấy ra thì cũng không quá là khó. Nhưng mà cái con ma đấy mà muốn làm hại cậu ấy thì cậu ấy cũng sẽ chết sớm mà thôi. Hiện tại tôi đang ở ngoài thành phố. Tôi không có thể về đây được. Đây, chủ quán nét đã bày cách cho mình. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi tìm một cái mảnh gỗ. Cái gỗ này là dùng để chống áp oán khí. Nếu mà oán khí không còn có đủ sức mạnh á, thì Dương Văn Phương sẽ thoát ra được. Nhưng cái ân oán cần được giải tỏa. Tôi không chắc là liệu anh ta còn ám ảnh về nó không. Kiểu Dương Văn Phương có bị ám ảnh sau cái vụ này không á. Để xua tan oán hận thì mình cần phải sử dụng cái hộp bát quái mọi người ạ. Ok, có quá khó nhớ không? Tôi cũng đã viết ra cái giải pháp, phần còn lại để cô lo liệu. Tôi đã nhớ hết rồi, thôi không phiền anh nữa, tôi sẽ tự mình cứu anh ấy ra. Ok, cái điện thoại hiển thị bây giờ là năm 2010 à? À, tức là đây bây giờ là năm 2010. Ok, cái gì đây? Đây là một cái lịch, một cái công lịch, nó có liên liên quan đến cả thiên can và cái nhánh trần gian à, đúng không? Cái thiên can đó thì sẽ bằng 5 công lịch trừ đi cho 3, tất cả chia cho 10 và phần còn lại sẽ là cái thứ tự của cái thiên can.
còn cái nhánh cái gì đấy, cái còn lại này thì sẽ bằng 5 công lực trừ đi cho 3, tất cả trừ cho 12. Và phần còn lại sẽ lấy theo cái nói chung là lấy theo mấy cái chữ trong này này. Mình nghĩ là mấy cái phần còn lại là mấy cái để xem nào. Nếu mà tính là để mình tính hiện tại là đây là năm 2010 đúng không? 2010 trừ 3 là 2007 đúng không? 2007 chia cho trời ơi. 2 trừ 2010 trừ 3 là 2007 đúng không? Tất cả chia cho 10 thử đi. 200,7. Mình nghĩ là cái phần còn lại là nó sẽ lấy sau số phẩy á, nghĩ là thế. Mình chưa rõ được cái gì thế. Đó, một cái đồng hồ có một cái bốn bốn cái kim này. À đây đây đây, cái gì nữa đây, đây mọi người ạ. Đây mình nghĩ là mình sẽ chia bốn ra, đây chia bốn ra. Ok thì ở đây nó sẽ là vàng này, bên này nó là xanh, phần dưới sẽ là tím này, còn đây sẽ là xanh 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 lá. Ok đấy, bây giờ thì đây vàng ở đây, tím ok đây, xóa đi. Ok chúng ta lấy được một cái này là cái cào cào cái phần tường á, cái gì đó, có cái máy tính ở đây. Đây là một cái liên quan đến đạo giáo cửu số. Đây là nhất nguyên, nhị khí, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái và cửu cung. À cái này liên quan đến ấy ấy, mọi người. Xưa giờ mình chỉ biết đến ngũ hành và bát quái, còn mấy cái còn lại mình cũng chưa biết được. Nhưng mà đây, đây là có tên của cái người dùng đấy đây. Thì mình sẽ lần theo để mà mình ấy số ấy, mọi người. Đầu tiên là ở đây nó có số 1 này. Giữa giữa thì là số 3. Còn chữ này thì số 7 ok. 1 3 7. Ok. Cái gì đây? Nhập cái mã số khởi động. Là sao? Không phải. Ở may quá. Nó chỉ cho mình nhập hai số. Nếu mà trong trường hợp mình không tìm được thì mình sẽ run đường một thứ. Ok. Đây có một cái cửa nữa. Đây nó có một cái này gọi là cái bồn bể cá. Ok, không rõ. Dương Văn Phương này bị nhốt ở trong này vẻ mặt có vẻ hơi khó chịu ha. Năm 2010 mà bên Trung Quốc vẫn sử dụng cái bồn cầu dạng ngồi sộp này, kiểu ngồi bệt ra. Đây trời ơi, nó còn có cái này nữa. Ok, ở đây nó có hai cái số. Thế thì đây nó sẽ liên quan đến cái này rồi. Liên quan đến cái này rồi mọi người ạ. Thế thì tôi sẽ chụp lại cái này nhá. Cái này thôi, cái này thôi. Cái công thức này tí mình viết ra luôn cho. Cái này mình chỉ cần nhập một cái thôi là được rồi, không có ấy đâu. Mình chỉ cần nhập một cái thôi là được. Cho còn lại mình sẽ văn đường. Ở đây theo cái hai cái dòng dưới này này thì chúng ta sẽ có cái công thức là chúng ta sẽ lấy cái năm hiện tại trừ đi cho 3, tất cả trừ cho 10. Ok. Và cái phần sau số phẩy á là chúng ta sẽ lần theo thứ tự của thiên can. Ok. Và cái dưới thì cũng thế. Nói chung là đây hiện tại là năm 2010. Thế bây giờ mình sẽ trừ đi cho 3. 2007
tất cả chia cho 10. Thiên can là ra là 200,7. 200,7 thì mình sẽ lấy cái số 7 là cái thứ tự của thiên can. Thiên can này ở trên rồi này. Đây sẽ 1 này, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. 7 sẽ là cái chữ này. Thế mình sẽ phải nhập cái chữ này. Đây rồi. Thế thì chữ còn lại mình sẽ run đường. Ok. Chúng ta lấy được một cái mảnh màu đỏ. Chúng ta lấy được cái gì đây? Cái gì? Có dấu x à? Cái tọa độ hay gì? À đây, nó là cái tọa độ cái tủ này á. Để xem nào. Nó là cái hàng hàng này á. Hàng này đúng không? Thế mình xem cái này á. À đúng rồi, ok. Chúng ta lấy được một cái chìa khóa màu vàng. Tắt cái này đi đã. Ok. Chúng ta lấy được một cái chìa khóa màu vàng rồi. Vàng thì à đây mở cái cửa này này. Đây là phòng ngủ cái chủ quán đây. Đây là có người ta treo cái hình thần tài ở đây. Bên ngoài nó cũng có một cái bàn thờ thần tài nữa. Chắc hẳn là chủ quán phải làm ăn phát đạt lắm nhỉ. Ok. Ok, cái gì đây? Má ơi. Giải bình thường thôi không được à? Nó bắt mình phải giải như kiểu này nữa. Ok. Khó đấy mọi người ạ. Không phải dễ đâu. À đây bật được đèn này. Bật đèn cho sáng. Rồi. Hiểu rồi. Chúng ta phải kiếm 4 cái tấm này nữa mới được. Đây nó có hình bắt quái ở đây này. Đúng nhở? Nó giống kiểu hình bắt quái đó. Tại sao nó có cả sự kết hợp giữa âm dương và cả cây cỏ ở đây? Nhìn khá là quen. Mình đã nhìn thấy nó ở cái cây ở kệ bên trên à? Kệ bên trên. Đây chăng? À đây mọi người ạ. Ok. Xem nào. Đây cũng khá là khó nhớ à. Đây chụp lại. Ok, xuống đây xem nhá. Thì ở đây chúng ta có à đây nó có hai cái tức là kiểu mình nghĩ là chúng nó sẽ đối xứng nhau tại vì để cái cây này này với cái cây này nó cùng nhau, cái cây lớn này và cái cây này nó cũng kiểu nằm na ná nhau á. Cái này nó nằm ở hai cái nằm ở đen trắng, một cái nằm ở trắng đen. Ok, tức là chúng nó sẽ đối xứng nhau à. Thế thì đầu xem nhá. Ở đây chúng ta có cái lớn đi. Cái lớn thì mình sẽ ở đây kiểu thế này. Cây nhỏ sao? Cây nhỏ thì nó nằm nghiêng hơn. Đây à. Thế thì việc còn lại chúng ta sẽ sử dụng cái sự đối xứng này. Đi cụ. Trời ơi. Đây. Rồi. Má trời ơi. Ủa? Không phải à? Lại nhá, đổi lại. Ơ kìa. À được rồi, được rồi. Chúng ta lấy được một cái tấm màu trắng đi rồi.
đặt ở đây á. Xem nào. À, cái này mình chưa ấy này. Có một cái liên quan đến hoa lá sỏ ấy. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. Có 11 lượt bấm này. Thì chắc nó liên quan đến cái này rồi. Bây giờ mình sẽ đếm nhé. Ở đây thì tổng có 11 này. Ở đây nó có, xem nào. Ở đây nó có tất cả là 1 này, 2, 3, 4, trong này là 5, 5, tính ở đây là 6 cái. Ok, 6, 6 lá, 6 lá. Ok, xem nào, ở đây nó có 1, 2, 6 lá, 2 hoa. Ok, sò thì ở đây ba sò, ba sò, sò 2 là 8, ok, đủ rồi đấy. Ok, chắc bây giờ mình sẽ phải bấm lần lượt đây. Đây, xóa một cái này đi. Ở đây chúng ta có hai hoa, sáu lá, ba sò. Ok, rồi rồi rồi, xóa hết đi. À, chúng ta đi được cái bắt quái rồi đây. Hết rồi á mọi người ạ. Bắt quái à. Xem nào. Còn đây, ở đây nữa này. À, chúng ta lấy được một cái màu xanh. Xem nào. Ở đây nó có mấy cái chữ liên quan đến mấy cái câu kiểu cái câu đối đấy. Thường thì những cái ai ở cái nhà ngói ngày xưa thì những hay treo hai cái cột thì nó có khác mấy cái câu đối đấy. À, mình nghĩ nó cũng có thể là manh mối cho cái này đấy mọi người ạ. Nghĩ là vậy. Đây mình sẽ chúng ta sẽ đem đi so sánh nhé. Đây mình sẽ thử đếm số chữ xem nhé. Đây chụp lại, nếu mà nhỡ có đúng thì chúng ta sẽ triển luôn. Triển luôn. Đây. Đếm nhá, đếm thử xem. Trên này là có bộ 1 2 3 4 5 6 7. Bên này cũng 7 chữ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây có 4 này. Ok. Nó là manh mối mọi người. Ok. Với thế nào của chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ phải đi tìm cái mối liên hệ ở đây. Thì đây nó có mấy cái con chữ là sao? Là sao là sao? Cái này là mình nghĩ là mình sẽ đi tìm những cái con chữ mà những cái con chữ mà nó xuất hiện năm cái con chữ này ở đây này. Ok. Thế thì đây nhá. Chữ đầu tiên đây. Chữ đầu tiên là nó là cái từ này. Mình sẽ phải đi tìm cái câu này này. Trong những cái câu này nó có cái chữ nào mà nó trùng với một trong năm cái chữ này là mình sẽ chọn nhé. Chữ thứ hai không phải này, hai không phải, thứ ba cũng không phải, thứ tư xem nào, thứ tư nó là cái này á. Ok, năm, năm không phải, sáu bảy không không. Ok, đây đi, đây đây có một cái đây này. Đây thì làm sao?
Ok. Bên này thì chứ thứ nhất không phải, thứ hai không phải, thứ ba không phải, ok thứ tư không phải, thứ năm đây, thứ năm đây, thứ bảy, à thứ bảy là cái chữ này, này nó bị che mất tầm nhìn. Tức là chúng ta sẽ có ở đây là một này, đây là hai, ở đây là ba, đây là bốn và đây là năm. Năm cái chấm này là năm cái chấm mà mình cần phải bấm đấy mọi người ạ. Ở đây thì là đây nhất, đây cách đó hai chữ là cái này, đây cách nó một chữ đây. Ở đây là vị trí thứ 5 và 7 đúng không? 5, 7. Còn nữa không? Thì chúng ta phải check lại một lần nữa xem. À đây nữa, đây còn chỗ này nữa. Đây ok. Đây. Ok. Chúng ta lấy được đây cái gỗ đây rồi, cái gỗ là trấn áp đây rồi. Cái này là hết vẹo rồi, đến đây hết vẹo rồi. À đây, cái bát quái là liên quan đến cái này nữa. Đây còn mấy con chữ này chúng ta chưa tìm được cái manh mối nào. Cái này trấn áp đúng không? Mấy địa. Đây. Đây. Ok. Chúng ta phải tìm cái mối liên hệ đây, đặt ở đây đã, bật đèn lên cho sáng sủa nào. Thế bây giờ phải làm như thế nào bây giờ? À đây nữa, trời ơi cái này mình chữ ấy, ở đây có 6 con chữ này. Ui rồi ôi. Bây giờ mình sẽ thử đi từ cái đầu tiên nhá. Viết trên này đi. Đầu tiên chúng ta có cái chữ này này. Ok. Giờ phải xem nghĩa nó là cái gì. Cái này có nghĩa là mắt mọi người ạ. Mắt à. Mắt thì mắt thì mình chưa rõ trong cái này cái nào nó liên quan đến mắt. Ok. Chữ thứ hai đó là cái chữ này. Đây. Cái này cũng như là tai à? À đây rồi. Tai thì đây, cái đàn đây rồi. Đàn gảy tai nghe mà. Đấy. Thứ ba là chữ này. Đây xem nó là gì nhá, này có nghĩa là mũi, mắt, tai, mũi. Mũi thì đây rồi, đây hai cái này là mình, cái này là hương đúng không, khi mà mình bỏ cái bột trắng vào xong mình cho thêm cái gọi là cái gì, cái than à, cái gì đen đen vào xong mình đốt lên nó tỏa một cái mùi khá là thơm. Cái này mình nghĩ là đây đây, chữ thứ tư. Cái này rực ra nghĩa là lưỡi. Lưỡi à? Đây đây đây, lưỡi là của cái này. Thế thì ba cái rồi, bây giờ run đường đi ha. Cái mình là mắt. Mắt mình để xem cái này thế. Ok, được rồi. Đây đây. Một cái lá bùa, một quyển sách. Đây là một cái loại bùa hộ mệnh, là một trong những cái nghệ thuật chính của đạo giáo. Nó có thể truyền tải được ý chí của thần thánh, chữa ma quỷ, xua đuổi tà ma, chữa bệnh và bảo vệ cơ thể. Những cái lời nói như kiểu nó nghệ thuật như tranh á, cũng không cần để ý tới. Đó là cách của người ngoài. Cuốn sách này giải thích ngắn gọn chức năng của những cái loại bùa khác nhau. Ok.
Đây là một cuốn sách, nó ghi những cái lá bùa. Đây là cái lá bùa chúng ta sử dụng đây. Đây là cái cách sử dụng của cái lá bùa chúng ta sẽ sử dụng trong cái chương này để một người. Cái này có tác dụng là khi mà chúng ta gặp phải ma, hoặc là chúng ta nhìn thấy ma, thì chỉ cần chúng ta dùng cái lá bùa này là lập tức nó sẽ xua đuổi tà ma và chúng ta sẽ được an toàn. Ok, đây nó có 5 cái, không dùng cái này đi. Đây chúng ta còn cái này, 5 cái này ở đây. Đây đây đây, chúng ta có 1 này, 2, 3, 4 và 5. Đây chúng ta sẽ xem 5 chữ này là 5 chữ nào ở trong này nhá. Đây, đầu tiên là chữ này. Chữ này nằm ở đây này. Ok. Chữ là hai cái chữ này. Đó là cái chữ này. Ok. Chữ thứ ba. À, chữ thứ ba đây. Và bốn là cái chữ này. Và năm nó là cái chữ này. Như vậy năm chữ là chúng ta sẽ chuẩn bị bấm bấm để chúng ta bấm cái bát quái mọi người ạ. Thì mình sẽ ghi ra cái này nhá. Đây. Ok, một này. Hai là ok. Ba đây. Ok, bốn là lại là cái này tiếp. Và năm là ba sọc. Rồi xong chúng ta sẽ xóa mấy cái này đi. Đây. Chúng ta để lại 5 cái này thôi, tại vì chúng ta đã tìm ra được chữ rồi mà. Đây chúng ta sẽ bấm như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ bấm hai cái này đi. Đây. Đây, à dán bùa, trời ơi. Đây chúng ta bấm được. Ok. Thứ hai là đây. Thứ ba là ba ba đứt à. Thứ tư đây tiếp. Thứ năm là ba sọc. Ok. Tại sao mình lại ở đây? Mình đã thoát ra được rồi sao? Có một cái thế lực kỳ diệu nào đấy đã giúp mình thoát ra ngoài. Là do lỗ đan đấy, trời ơi. Chủ quán có nói rằng là những cái điều này tất cả đều có nguyên do của nó. Trong quá khứ cậu đã từng làm gì Hạ Hoa đúng không? Làm sao có thể được? Chúng tôi còn chẳng quen biết nhau cả. Với cả tôi cũng đã chẳng làm gì trong quá khứ liên quan đến Hạ Hoan cả. Ok, nói chung là anh chàng này không có liên can gì đâu. Không có liên quan gì đến Hạ Hoan cả. Tức là, nhưng mà tại sao lại có thể dẫn đến chuyện này được nhỉ? Hay chỉ đơn thuần là kiểu oán hận quá nên mới bắt người thôi? Chúng ta thiếu mất mẹ một mảnh ở đây này. Điên thế. Chưa tìm được cái mảnh còn lại. Trời ạ. Ok. Bây giờ chúng ta hết mẹ vẹo rồi mà chúng ta vẫn chưa tìm được cái mảnh thứ tư. Úi là trời, buồn vãi. À, để chúng ta sẽ phải nhập cái số này này. Vãi cả nho thật. Thôi bây giờ như thế này đi. Vì là nó chỉ cho phép mình nhập hai số thôi. Là mình sẽ nhập từ 00 đến 99 nhá. Số nào được thì mình lấy. Ok. 00 này. 01, 02, 03, 04, 07, 58, 59, 60, 61, 62, 63.
Tích cụ được rồi này. Rác cả nho ạ. Có thêm mình nhập cái đấy nó có tác dụng gì nhỉ? Mình Ủa, mình chưa vào được đây. À đây, trời ơi, má, nó nằm ở đây. Trước mình không để ý lắm, vãi trưởng thật. Ok. Cái liên quan đến cái gì? Ok. Này nó liên quan đến cái lần gì đây? Cái này mình cũng chưa có manh mối lắm này. Chưa có manh mối. Chưa có manh mối mọi người ạ. Chẳng lẽ lại bừa tiếp nhỉ? Ok. Chẳng lẽ bây giờ bừa nhỉ? Bây giờ cứ ok, lại bừa đây. Bừa cho nhanh. Ok. Rồi tiếp đây. Ở đâu rồi này? Không hiểu sao. Ok. Thử đây. Mấy cái này làm sao? À vào đây, vào đây, vào đây. Mình cảm thấy lo lắng khi mình vào trong cái căn phòng này. Cảm giác như mọi chuyện sắp kết thúc đến nơi. Những gì cậu nói làm tôi cũng lo lắng theo. Hy vọng không có chuyện gì xảy ra phía sau cả. Đây có cái gì đây? Lại phải kiếm cái gì cắt cái này à? Ôi dồi ôi, má ơi. Nhiều thế. À, chúng ta lấy một cái này giống kiểu là cái laser nhỉ? Cái laser. Ui dồi ôi, phải mình bảo mình nhầm khẩu nữa. Cái diên đàn pháp sư đỏ nó có vẻ khác cái diên đàn thông thường, chúng ta phải cần mật khẩu đây này. Tôi đã nhìn thấy cái điều mà họ đã làm với tôi. Họ đã lấy nỗi đau của tôi ra làm trò đùa. Tại sao? Tại sao như vậy? Cậu khóc à, Hảo Hoan? Bọn nó đã làm gì cậu trước đây vậy? Ơ kìa. Ôi dồi ôi, má ơi. Xem nào. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Super make. Trời ơi. À đây. Có con dao. Có con dao. Đây cái đầu. Trời ạ, à, cái đầu đây. Ô ô ô. Ô ma ơi. Đây, dùng cái laser bật nó lên. Mình không ngờ rằng là mình có thể nhìn thấy được những cái ký hiệu kỳ lạ khi mình bật cái bút laser này lên. Nó có manh mối gì không vậy? Tôi không có giỏi trong cái việc này, cái việc động não này, nên là cậu có thể làm gì cậu muốn. Ok. Ủa trời ơi. Ba giờ phải bắt cái gì manh mối nữa. Đây nó có con số 2. Ở đây có số 63 này. Đéo rõ nữa. Super make. À. Rồi. Ok. Bây giờ chúng ta phải làm cho nó mở hết ra mọi người. Rồi. 2 3 4 ok. 1 2 3. Đây. Ok. 2 4 5 6. Rồi. Rồi. Cái CD Supermake.
Ở đây có số 180. Ở đây có số 2. Hay mình sẽ thử nhập nhỉ? Thử nhập đi nhá. 6, 3, 2, 1, 8, 10. Không phải. Chắc là mình bị nghĩ nhiều quá rồi. Đây có cái CD thì bỏ vô đây. Ok. 6, 5, 3, 2, 1, 4. Thử từng số một nhá. 6, 5, 3, 2, 1, 4. Không phải. 2, 4, 3, 1, 5, 3. 2, 4, 3, 1, 5, 3. Không phải. Thế thì chỉ còn cách là chúng ta sẽ cộng hoặc là chúng ta sẽ trừ hai cái con số này thôi. Chỉ có thế thôi. Đây. Chúng ta có 6, 5, 3, 2, 1, 4. Cộng đi. 2, 4, 3, 1, 5, 3. 2, 4, 3, 1, 5, 3. 8, 9, 6, 3, 6, 7. Thử xem. 8, 9, 6, 3, 6, 7. Không phải. Thế chúng ta trừ thử xem. Trừ nhá. Bốn trăm mười nghìn sáu trăm không trăm sáu mốt. Được rồi. Đấy, chúng ta chỉ có thể cộng hoặc trừ thôi. Cái gì đây? Những cái hành vi tự cho là chính đáng như vậy trong cái hồ sơ này được cho là bạo lực mạng hay sao? Tôi không ngờ Pháp Sư Đỏ còn là một cái nhóm người cao ngạo đến như vậy. Ok. Cái vụ việc đạo nhái này được xôn xao dư luận. Không ngờ chính họ là người khơi mào lên. Không ngờ Hạ Hoa là cái trung tâm của cái vụ việc này. Nhưng ngoài việc giống nhau về bố cục giữa những cái bức tranh và bị cho là đạo nhái, cái gọi là tác phẩm đạo nhái, tôi thấy thật sự không có điểm nào là đạo nhái cả. Tức là Hạ Hoan bị vu oan là đạo nhái à? Đạo nhái tranh đó mọi người ạ. Giáo viên đã dạy tôi học vẽ. Tôi chỉ làm theo những cái lời mà giáo viên nói thôi. Tôi không có hề đạo văn cả. Đạo văn đạo nhái á. Mình gọi là đạo nhái đi. Nhưng mà họ không tin tôi. Ngay cả giáo viên cũng không tin tôi. Tôi không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra. Bà nội tôi thì làm viện. Ông tôi phải dành thời gian giúp đỡ cho tôi với bà tôi. Tôi không muốn ông khổ sở như thế này. Tôi cũng muốn kiếm một chút tiền để trang trải cho cuộc sống. Nhưng họ đã không cho tôi cơ hội. Mọi người chỉ biết chỉ trích tôi, mắng mỏ tôi. Tôi thật sự không còn lựa chọn nào khác. Chỉ khi trong nhà bớt đi một người thì lúc đó gánh nặng mới được giảm sút. Họ nói đúng, tôi chẳng có cái giá trị nào cả. Cậu đừng có nói như thế. Mình không có cái lời nào, không không tìm được cái lời nào để mà an ủi Hạ Hoan mọi người ạ. Cuối cùng tôi có thể làm gì được cho cậu? Tôi thật sự chưa biết được cái nguyện vọng cuối cùng của cậu là gì. Lời xin lỗi. Tôi đang chờ đợi một cái lời xin lỗi. Những người đã câu kích chỉ trích tôi đang đợi một cái lời xin lỗi từ họ, dù chỉ là một người. Ok. Cái bọn trong diễn đàn này chúng nó lấy cái việc bạo lực ra để làm cái lời khen ngợi, kiểu giống như kiểu là cái thành tích khoe chiến tích của mình á. Chắc hẳn trong cái ổ USB này còn nhiều điều kinh khủng hơn. Ok. Có chuyện gì vậy? Cậu đang băn khoăn. Có cái điều gì đó không ổn với cậu kể từ khi tôi mở diễn đàn lên đúng không? Cậu không phải là Pháp Sư Đỏ đúng không? Làm sao có thể? Tôi không phải là Pháp Sư Đỏ, chỉ là cái gì? Thôi để chuyện đó nói sau đi. Là sao? À, tức là anh chàng này thật sự là ai? Là sao? Tức là kiểu có liên quan gì đó đến cái chết của Hạ Hoan đúng không? Có cái gì đấy? Cậu vừa nói cái gì vậy? Ok. Đây này,
Đây là một cái phòng chat mọi người, và những cái thành viên ở đó được đánh số là pháp sư đỏ 1, pháp sư đỏ 2 đến pháp sư đỏ 6. Đây mình sẽ đọc qua nha, mọi người cũng sẽ đọc qua với mình. Ở đây này, pháp sư đỏ 1, trên như vậy là chán lắm. Đúng vậy, cô ấy không thể kiềm chế được trước khi nó mà nói cái điều gì đó như này. Tôi vẫn muốn thấy cô ấy đấu tranh để phản bác. Đây này. Cái kẻ vô dụng thậm chí không thể chấp nhận được cái thứ thử cái thử thách này. Nói chung là cái thử thách này cũng đã thành công. Cái người thứ tư thì nói rằng là cùng xem cái thông tin về cái mục tiêu tiếp theo nhé. Ok, đây mình sẽ phóng to cái đoạn thứ năm nhé. Mục tiêu tiếp theo là dành cho những cái ứng viên muốn tham gia cái diễn đàn này. Ok. Đây đây đây, còn nữa. Đây đây đây. Mục tiêu tiếp theo là dành cho những cái ứng viên muốn tham gia cái diễn đàn này. Chỉ những cái người hoàn thành được thử thách xuất sắc mới có thể tham gia được. Tôi đã nhận đã ghi lại hành động này cho vào ổ USB. Nếu mà quan tâm thì cậu anh có thể cẩn thận để tránh đám đông lảng vảng thấy thời gian vào trong cái phòng này. Hãy cẩn thận với nói chung là phải cẩn thận để không ai biết được cái nội dung ở đây. Cái bọn này là một cái bọn rất là mất dạy. Không chỉ Hạ Hoa là mục tiêu của chúng nó mà còn rất là nhiều người khác là nạn nhân của cái trò của chúng nó đấy. Đây chúng ta có cái này. Trời ạ, à, bọn vẫn dậy thế, trời ơi. Đây, 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 đây. Chúng ta có một cái hình cái vòm mà. Cái vòm đây. Thứ hai là hình có một cái đuôi đây. Thứ ba là một cái hình đây cái này. Thứ tư là một cái hình đây. Thứ năm là một cái hình. Ok rồi. USB rồi, bọn này chết mẹ với tao rồi nhá. Mà bảo mật kiểu gì lại lại cho vào cái khóa kiểu này. Đúng là ngu. Không ngờ là cái USB nó nằm ở đây. Bây giờ chúng ta cùng xem cái nội dung nhá. Nào. Ok. Rồi. Cái gì đây? Đây là cái hoạt động của cái tổ chức này. Đây là họ sẽ lưu lưu trữ lại những cái hành động họ đã làm, và ở đây có những cái thành viên này, thông tin về thành viên tổ chức. Có vẻ như cái USB này là một cái bằng chứng cực kỳ quan trọng khi mà giao nộp cho cảnh sát. Ai đây? Cô gái, hãy đưa cho tôi cái USB này. Đây chẳng phải là cái chủ quán cửa hàng quan tài, cái chủ cửa hàng quan tài Trung Bộ thế sao? Đây là chú của Dương Văn Phương. Có vẻ như cái người chú này là cũng là một cái thành viên trong cái tổ chức này. Hóa ra là người quen nhau cả. Tại sao ông lại ở đây? Tất nhiên là tôi sẽ phải theo dõi cô trong suốt cái chặng đường chứ. Không ngờ là cô có thể lần ra được manh mối, tìm ra được cái kẻ sát nhân cô gái Hạ Hoan đấy. Tức là ông này là cái chủ mưu đúng không? Chẳng lẽ ông là ông nội của Hạ Hoan sao? Hạ Hoan từ nhỏ là một cô gái đáng thương. Tôi không ngờ cô ấy lại là một cái cô gái ngốc đến như vậy. Sao sao? Mãi cho đến khi cô ấy đi xa khỏi chúng tôi mãi mãi, thì chết đi á, tôi mới phát hiện ra rằng là cô ấy bị lạm dụng trên mạng, kiểu bạo lực trên mạng bởi những người mà cô ấy chưa từng gặp mặt. Ok, đây là ông nội của Hạ Hoan này. Này lau ra, đừng có làm nhảm nữa. Bây giờ tôi mới biết được Hạ Hoan là ai mà. Đừng có giả vờ ngu ngốc. Chẳng phải ngươi là cái người nguyền rủa cô ấy chết
sáng sớm ngày 6 ngày sau, ta đã thực sự tốn rất là nhiều công sức để tìm thấy ngươi. Là sao? Là sao vậy? Sau khi ngươi phải trả giá, sau khi ngươi trả giá, ta sẽ lần theo những cái thông tin về những cái thành viên trong ổ USP này để mà trả thù. Bác Hạ, người đó lẽ ra phải là cháu vào cái đêm hôm đó, trông mặt mày xấu xí và mặt dày quá, thá chết đi còn hơn. Cháu đã nói như vậy. Tức là Dương Văn Phương là người có liên quan đến cái chết của Hạ Hoan à? Cháu chỉ sử dụng tài khoản này trên diễn đàn và tất cả điều này không có liên quan đến cô ấy. Cậu dám làm thế bằng cái tài khoản của tôi sao? À, tức là cái Dương Văn Phương này ấy, nó sử dụng cái tài khoản của Lỗ Đan để mà kiểu nói chung là đăng những cái linh tinh, kiểu nói nó xàm cái thứ. Trời ạ, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Người Dương Văn Phương, ta đã nhiều lần thấy ngươi lớn lên trong làng. Hạ Hoan ít nhiều là em gái của ngươi đó. Là sao? Tức là kiểu có chung huyết thống à? Ta đã coi ngươi là cháu trai. Đây là cách mà ngươi trả ơn ta đấy à? Chủ Hạ, cháu là người sai, chú có thể mắng cháu hoặc trách cháu cũng được. Chú cũng biết tính cách của cháu đấy. Cháu hay chạy theo xu hướng khi mà chưa hiểu rõ được tình hình. Sau chuyện này, tất cả đều là lỗi của cháu. Cháu có lỗi với chú, cháu có lỗi với Hạ Hoan. Chú có thể trách cháu, bắt cháu làm gì cũng được. Nhưng chuyện này không liên quan đến Lỗ Đan. Tức là Dương Văn Phương sử dụng cái tài khoản của Lỗ Đan để mà nói chung là cũng chỉ trích Hạ Hoan, nên mới dẫn đến cái chuyện là Lỗ Đan cũng bị cuốn theo vào trong cái chuyện này, kiểu vậy á. Nhưng mà các đoạn sử dụng tài khoản mà đi chửi nhau nó cũng hài vãi mọi người ạ. Trời ạ. Vì vậy tôi mới là người bị kéo theo vào cái chuyện này, mặc dù nó không liên quan đến tôi. Tôi sẽ quỳ xuống và thừa nhận những cái lỗi lầm của mình. Dương Văn Phương, cậu hãy quỳ xuống trước mộ của Hạ Hoan và cầu xin sự tha thứ của cô ấy đi. Tức là Hạ Hoan tự tử vì những cái lời trên mạng. Ông này là cháu, ông này là ông của Hạ Hoan. Dương Văn Phương là anh, hình như là một người anh của Hạ Hoan sao? Cũng vì cái kiểu cái bắt xu hướng mà cũng gián tiếp hại chết Hạ Hoan. Nói chung là cái bạo lực mạng nó cũng không hề tốt đâu. Mình làm gì làm chứ đừng có cuốn theo một cái chuyện này. Cháu thật sự có lỗi với cô ấy. Kể từ giây phút này cháu sẽ đến thăm mộ của cô ấy hàng năm. Cậu thật sự muốn chọc giận tôi đấy à? Cậu hay mau xin lỗi cô ấy. Nếu cô ấy không tha thứ cho ngươi, nếu cô ấy không tha thứ cho cậu, tất nhiên tôi sẽ không tha thứ cho cậu rồi. Chú Hạ, cháu không thể giao cái USB này cho chú. Cháu sẽ giao cho cảnh sát, gọi là bằng chứng. Khi mà cháu giao bằng chứng ấy cho cảnh sát, chắc chắn những cái thành viên trong diễn đàn sẽ bị trừng trị. Hạ Hoan không phải là nạn nhân duy nhất trong mấy cái vụ bạo lực mạng dạo gần đây. Nhưng gì mà bọn chúng đã làm đã bị kết thành tội và chúng xứng đáng bị trả giá. Hơn nữa, một phần cũng là lỗi do chú đã để cho linh hồn của Hạ Hoan đi theo cháu và làm cho cô ấy hiểu lầm cháu. Lẽ ra chú phải nói ngay từ đầu cái phương pháp thật sự để giải trừ quỷ, giải trừ ma. Không phải chú nên làm thế sao? Suy cho cùng, cái vụ hồn ma chiếm hữu đối với cháu là có thật. Và cháu cũng không muốn chết trẻ trước khi mà cháu phơi bày sự thật. Thôi được rồi, cháu hãy đi theo ta. Ta sẽ chỉ cho cháu cách thật sự để mà Hạ Hoan không bám theo cháu nữa. Lần này tao nói thật. Ok, kết thúc chương 4. Như vậy là chúng ta đã biết thêm được về cái tổ chức Pháp Sư Đỏ rồi. Đây là một cái bộ tổ chức nó hay hành động cái bạo lực mạng. Hạ Hoan không chỉ là một cái nạn nhân của Hạ Hoan không chỉ là một cái nạn nhân duy nhất của họ, và còn rất là nhiều nạn nhân khác cũng đã bị, nói chung là cũng đã bị ảnh hưởng
bởi những cái việc làm hành động của cái tổ chức này. Dương Văn Phương thì cũng là một cái người liên quan, cũng có liên quan đấy đến cái chết của Hạ Hoan, khi mà đã lấy cái tài khoản của Lỗ Đan để mà nói chung là comment phỉ báng thứ, khiến cho Lỗ Đan cũng bị cuốn theo cái chuyện này. Và chương 5 chúng ta sẽ phải làm cái gì đó để mà giúp cho Hạ Hoan siêu thoát và không bám lấy mình nữa. Ok, nếu như mọi người thấy hay á, thì đừng quên để cho mình một like và một subscribe nha. Chương 4 đến đây là hết rồi, cùng đón chờ chương 5 nhé. Còn bây giờ xin chào và gặp lại, chúc mọi người có một ngày vui vẻ nha, bye bye.